Và tiếp theo sẽ là những thông tin quốc tế đáng chú ý khác. Giới chức Somalia thông báo, ngày 5 tháng 5 đã xảy ra một vụ đánh bom liều chết nhằm vào đoàn xe chính phủ tại một khu phố chính ở thủ đô Mogadishu, làm ít nhất 11 người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương. Các nhân chứng cho biết một quả bom đã phát nổ khi đoàn xe chở các quan chức đi qua ngã tư km số 4, khu vực trung tâm thương mại và hành chính của thành phố. Tiếng súng đã vang lên ngay sau vụ nổ. Vụ nổ xảy ra tại địa điểm chỉ cách Đại sứ quán Thổ Nhĩ Kỳ khoảng 100 mét. Hiện chưa có nhóm nào nhận tiến hành vụ tấn công đẫm máu này. Ngày 5 tháng 5, giới chức Bỉ xác nhận hai người đã thiệt mạng và 14 người bị thương trong vụ cháy tàu chở hóa chất gần thành phố Genzeven của Bỉ rạng sáng ngày 4 tháng 5. Chính quyền địa phương đã sơ tán khoảng 300 người dân sống trong các ngôi nhà gần đó. Vụ tai nạn xảy ra sau khi đoàn tàu chở hóa chất độc hại và dễ cháy từ Hà Lan đến cảng biển của thành phố Genzeven bị chật đường ray khi chuyển tuyến, khiến nhiều toa tàu bốc cháy và tạo ra hàng loạt vụ nổ. Các đám cháy tại hiện trường đã được khống chế vào cuối giờ sáng ngày 4 tháng 5. Nhưng những người dân trong vòng bán kính 1.000 mét từ hiện trường vụ tai nạn vẫn được khuyến cáo nên đóng kín cửa để tránh khí độc hại ảnh hưởng tới sức khỏe. Các dịch vụ tàu hỏa tuyến từ thủ đô Bruxelles đến Gen phải tạm ngừng hoạt động ít nhất đến hết ngày 5 tháng 5. Tiếp tục thông tin về vụ cháy rừng dọc duyên hải phía nam bang California của Mỹ. Nhờ nhiệt độ giảm cùng độ ẩm cao, tới ngày 5 tháng 5, lực lượng cứu hỏa đã khống chế được khoảng 60% diện tích đám cháy. Nhà chức trách dự báo phải đến ngày 6 tháng 5, trận cháy mới được khống chế hoàn toàn. Hiện các lệnh sơ tán cháy rừng đã được dỡ bỏ. Đám cháy lớn có khả năng đe dọa 4.000 ngôi nhà, nhưng tính đến ngày 4 tháng 5 mới có 15 ngôi nhà bị ảnh hưởng song chưa bị phá hủy hoàn toàn. Đám cháy lớn đã khiến chính quyền địa phương phong tỏa 13 km trên con đường cao tốc ven biển Coast Highway nổi tiếng Thái Bình Dương. Trường Đại học bang California tại quần biển Channel cùng căn cứ hải quân Point Mugu nằm sát bờ biển. Ngoài ra, một nhân viên cứu hỏa và một dân thường đã bị thương trong một vụ tai nạn giao thông do ảnh hưởng từ đám cháy rừng. Thưa quý vị và các bạn, lần đầu tiên kể từ năm 2003, một Thủ tướng Nhật Bản đã thăm chính thức Nga vào cuối tháng 4 vừa qua. Chuyến thăm Nga của Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe được đánh giá là tạo bước tiến mới thúc đẩy quan hệ giữa Tokyo và Moscow trong bối cảnh quan hệ hai bên còn tồn tại bất đồng. Chuyên mục theo dòng sự kiện ngày hôm nay sẽ có cái nhìn tổng quan về mối quan hệ giữa Nhật Bản và Liên bang Nga. Mời quý vị cùng theo dõi. Tăng cường hợp tác năng lượng và đầu tư, khai thông thế bế tắc trong vấn đề lãnh thổ là những hành trang chủ yếu mà ông Shinzo Abe mang theo trong chuyến công du tới Nga. Trên thực tế, việc mở rộng quan hệ song phương giữa xứ Phù Tang và xứ Bạch Dương đều đóng vai trò quan trọng đối với mỗi bên. Giáo sư Hakamada tại trường đại học Niigata cho biết, quan hệ hữu hảo với Nga sẽ mang lại lợi ích to lớn về mặt an ninh đối với Nhật Bản trong bối cảnh căng thẳng gia tăng với Trung Quốc và Hàn Quốc liên quan đến chủ quyền lãnh thổ và vấn đề lịch sử để lại. Với Nhật, việc có một mối quan hệ tốt với Nga là rất quan trọng khi tình hình quan hệ với các quốc gia láng giềng đang không thuận lợi. Bên cạnh đó, với kho tài nguyên thiên nhiên phong phú, một thị trường đang phát triển mạnh, Nga là cơ hội không thể bỏ qua của các nhà đầu tư Nhật Bản, chưa kể đến dầu lửa và khí đốt thiên nhiên của vùng Viễn Đông luôn có ý nghĩa chiến lược với một Nhật Bản vốn nghèo tài nguyên thiên nhiên, nhất là trong bối cảnh Tokyo đang cần phải đa dạng hóa nguồn năng lượng của mình sau thảm họa hạt nhân Fukushima năm 2011. Hiện Tokyo đang mua 9,5% sản lượng khí đốt từ Moscow. Về phần mình, thúc đẩy hợp tác với một cường quốc kinh tế, công nghệ, kỹ thuật như Nhật Bản có ý nghĩa không kém quan trọng đối với Nga, nhất là trong bối cảnh Moscow đang thực hiện cải cách trên nhiều lĩnh vực. Theo Bloomberg, Nhật Bản là đối tác thương mại lớn thứ hai của Nga ở châu Á sau Trung Quốc, với giá trị thương mại đạt 32 tỷ đô la Mỹ trong năm 2012. Mặt khác, Nga cũng mong muốn Nhật Bản mua thêm khí đốt của mình, bởi ngành năng lượng Nga đang phải đối mặt với những khó khăn do nhu cầu khí đốt ở châu Âu sụt giảm vì khủng hoảng kinh tế, trong khi Mỹ đang tăng cường bán khí đốt đá phiến giá rẻ cho châu Âu. Vì vậy, hợp đồng khí đốt với Nhật Bản luôn là nhân tố quan trọng trong chiến lược mở rộng thị trường khí đốt của Nga tại châu Á. Dẫu biết được những lợi ích thiết thực to lớn ấy, thế nhưng quan hệ Tokyo và Moscow trong thời gian qua vẫn thường xuyên bị cản trở bởi hòn đá tảng mang tên quần đảo Kuril, theo cách gọi của Nga, hay lãnh thổ phương Bắc, theo cách gọi của Nhật Bản, vốn là nguyên nhân khiến hai bên chưa ký kết hiệp ước hòa bình sau Chiến tranh Thế giới thứ hai. Hiện Nga sở hữu 4 đảo, với khoảng 16.500 người Nga đang sinh sống,
trong khi Nhật xem đây là lãnh thổ của họ. Theo các nhà phân tích, chính vì những căng thẳng xung quanh hòn đá tảng này mà trong 10 năm qua, mặc dù đã có nhiều lần thay đổi thủ tướng, nhưng chưa có nhà lãnh đạo Nhật Bản nào tới thăm Điện Kremlin. Vì vậy, theo như nhận định của ông Paviatenko thuộc Viện Nghiên cứu Viễn Đông của Nga, bông hoa đàm phán đã bị héo trong 10 năm qua, do đó điều cần thiết là phải tưới cho bông hoa đó tươi tắn trở lại. Gần đây, Thủ tướng Shinzo Abe đã bày tỏ dấu hiệu hàn gắn hơn với Nga so với những người tiền nhiệm. Bằng chứng là hồi tháng 2 vừa qua, ông Abe từng phát biểu rằng muốn tìm một giải pháp có thể chấp nhận cho cả hai bên xung quanh vấn đề tranh chấp lãnh thổ giữa Nga và Nhật Bản. Trong cuộc đàm phán với Tổng thống Nga Vladimir Putin, hai bên đã ký kết khoảng 20 văn kiện hợp tác kinh tế, ký bản ghi nhớ về trao đổi thông tin giữa các cơ quan tình báo tài chính nhằm đấu tranh chống rửa tiền và khủng bố. Ngoài ra, hai bên còn đạt được nhận thức chung nhất định trong các vấn đề quốc tế nóng như tình hình bán đảo Triều Tiên, nhấn mạnh cần phải nhanh chóng đưa tình hình trên bán đảo Triều Tiên ổn định trở lại thông qua con đường chính trị và ngoại giao.
Quý vị vừa theo dõi bản tin thời sự tổng hợp của truyền hình Thông Tấn. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong bản tin thời sự đầu giờ tới.